ở dưới quê ăn không dám ăn. Ê nha, Ai mà đi học xa trong Sài Gòn con cái rồi vậy là hay là gửi đồ ăn rồi vô cho con này kia dữ lắm. Đợt này là không gửi nữa nha, chứ đợt trước là gửi được mấy lần nè, cứ gọi đòi gửi gạo, đòi gửi gạo quê vô nữa, làm ruộng này kia là đòi gửi gạo vô nữa đó quý vị. Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official. Về quê nói nhanh quen rồi. Dạ em mới vừa vô tới nơi luôn, thì em vô tối hôm qua là mùng 9 Tết, mùng 10 thì là ngày hôm nay vô để tranh thủ cúng ông thần tài đó. Rồi bây giờ thì mẹ có gửi thùng đồ vô, cái này là mẹ mua gửi vô sau, cho nên là Trâm cũng biết là mẹ mua cái gì trong đây nữa, tại vì xe Trâm không chở hết được, đồ nhiều quá cho nên là không có chở hết, cho nên là mẹ kêu thôi cứ vô trước đi, rồi cái gì mẹ kêu Vũ á chạy xe xuống chở đi gửi giùm cho Trâm đó. Thì cái này là em Vũ em gửi lên chở cái xe gửi giùm cho Trâm nè, để coi mẹ mua gì cho con gái này. Lần nào vô cũng vậy đó mọi người, nhiều lắm. Trời ơi cái gì mà nghe mùi thơm của đồ ăn quá trời luôn nè. Mẹ có gửi quà cho má Thanh Hằng với lại má Hùng Quỳnh với lại mấy má nữa đó. Trời ơi chả này rất là ngon luôn. Hôm bữa trước là má Ngân Quỳnh, má Thanh Hằng với má Hoàng rồi nọ ăn khen ngon, cho nên là mẹ tính gửi vô chặn cho mấy má nè. Hai chả nè, 1 ký nè, tu cha là mua nhiều ý trời, 2 ký nè, 3 ký nè. Đó. 4 ký nè, trời ơi mẹ tính mua nhiều dữ vậy. Ký nè. Rồi cái 5 ký, chuột chai mẹ mua nhiều dữ ta. Bị vô nước rồi, mấy cái này để mình ăn. 5 ký nè, 6 ký nè, chuột chai 7 ký. Mua 7 kg luôn á quý vị. Với lại mẹ tính bà Kỷ bà sợ nó bị ám mùi, cho nên là mẹ tính bỏ hết đồ ăn chín đây nè, là vô trong cái bịch ni lông rồi đó, cho nó không có bị ấy cái mùi kia đó. Đó rồi tiếp theo để coi mẹ gửi gì nữa nha. Ở dưới quê thì bây giờ cũng không trách mẹ được đâu, tại vì nhiều khi á ở dưới quê có sao gửi vậy à, chứ nhiều khán giả nó kêu sao không bao bị lại cho Kỷ này kia. Hôm qua mẹ Trâm vô mẹ kêu để mẹ đi chợ mẹ ấy liền luôn, tại vì mình đi cũng gấp á, đi vô cho kịp á, không biết mẹ mua gì nữa đây. Tu cha mẹ ơi, cái gì mà gửi tôm nữa vậy trời, một đống tôm đây nè em ơi, thao đâu em. Đây tôm đây nè, có nhiều quý khán giả nói là sao mẹ thì không có chịu làm cho sạch sẽ đi rồi bỏ vô, mẹ đâu có thời gian làm đâu quý vị. Mẹ đi lên mẹ mua xong rồi mẹ gửi vô liền luôn, thời gian đâu mà mẹ làm đó, bận trăm công nghìn việc mà, nên cũng thông cảm cho mẹ, vô đây mình làm cũng được cũng sao hết. Mẹ đã không có tiền rồi mà cứ gửi đồ tùm lum tà la hết, gửi tôm cái gì không biết nữa, khổ ghê luôn á. Biết Trâm thích ăn tôm đó, gửi tôm vô, gửi tôm mày vô gói ram là ngon hết ý luôn á. Rồi coi gửi gì nữa đây, trời ơi mô Phật. Đợt này mẹ tự đóng gói nè, trong phải trên chợ tự đóng gói nữa. Còn thao nó em ơi, lấy thao ra đây gửi thịt heo nữa nè, trời ơi trời ơi, em là thịt heo dưới quê ngon nên gửi vô cho con gái đây nè. Đó rồi sống để hết đây nữa đi ha, xíu rồi mình rửa gọn, mình rửa sạch sẽ xong rồi mình bỏ vô trong trong cái hộp, rồi mình bỏ vô trong tủ lạnh. Trời ơi cái miếng thịt bò chết luôn á, bả cháy vừa chết. Đưa đứa thao đi, chị bỏ cái miếng thịt bò cho em. Rồi nó rửa sạch sẽ đi, cắt khúc ra rồi bỏ vô trong tủ lạnh. Đây nè, thịt bò quê nè quý vị. Đó. Mẹ mới mua mẹ gửi luôn á, tại vì hôm qua Trâm đi trong sáng sớm, Trâm lái Trâm đi rồi. Trời ơi, mẹ gửi cái gì nữa đây trời. Gửi mực. Đó. À, quý khán giả đừng có chê mẹ nha, tội nghiệp mẹ, tại vì mẹ không có thời gian mẹ ra làm, cho nên là mẹ tranh thủ mẹ mua xong rồi đóng thùng đem vô liền luôn nè. Đó mực đây, mực cái tôm hồi đó mình làm sạch sẽ nha.
Trời ơi, cái này mới gọi là ngon nè quý vị. Xin trân trọng giới thiệu, đây là cá. Chết mồ, cá gì đây trời? Em đưa cái điện thoại kia cho chị gọi cho mẹ, chị hỏi cái cá gì đây. Trời ơi. Nè. Em mở điện thoại ra, bấm vô chỗ mẹ tính á. Đây. Ủa này là cá gì ta? Cá bóp hay cá thu ta? Cho nhiều quá vậy nè. Trời ngon ghê em quý vị. Còn cái thao nào nữa không em? Mình nhà mình nhiều thao lắm mà, còn cái thao trắng hay đâu rồi? Ta chị đem chưa? Này. Vừa phải ra cho sạch sẽ rồi bỏ vô bọc lại. Gọi cho mẹ được chưa? Gọi video á. Giờ này sợ chắc đi làm ruộng rồi đó, đi phun thuốc rồi đó. Này là cá bớp. Cá bớp này mà kho cũng ngon, mà nấu canh chua cũng ngon nữa. Chết cá bớp này. Cá bớp tươi lắm đi. Này cá bớp à. Rồi được chưa? Hả? Này cái tên Nguyễn Tính. Facebook của mẹ là Nguyễn Tính. Đó. Ủa ghê luôn á. Trước khi đi là chăm cho mẹ thêm ít tiền nữa rồi. Biết có nhà không mà chứ. Có nhà em gọi điện cho mẹ biết chừng. Trời ơi, mẹ mua nguyên cũng có bóp luôn hả trời. À cái đầu này là mình để mình đi mình nấu canh. Rồi mẹ tính không có nhà rồi, đi làm ruộng chắc luôn rồi. Giờ đi rửa cho sạch sẽ xong rồi mình rửa muối cho sạch sẽ xong rồi mình sẽ bỏ vô trong máy ha. Bỏ ra từng bịch thế này nè, để mình mai mốt mình ăn mình lấy ra mình thấy cho nó dễ. Rồi đừng quay cận này nhiều quá, mọi người kêu dơ nữa khổ lắm. Tội mẹ. Ăn không dám ăn mà đem sách mua tùm lum tà la như thế này, biết chi nữa. Nó dặn là đừng có mua rồi. Tại vì trong gửi cái vali với lại gửi vài cái thùng đồ vô có là đi lên đóng thùng như này nè trời. Thiệt tình luôn á. Cái này cái gì nữa vậy ta? Trời ơi. Mua cho cái đầu cá gì nữa đây trời. Chà. Đầu cá bóp luôn hay sao á. Mua cho nguyên cái đầu cá bóp đó nè. Vô nấu canh chua nè. Đợt này là gấp quá cho nên là Chị không có làm gà kịp á. Chứ bình thường là có gà rồi nữa đó. Đây là một con vịt. Ôi ôi. Nặng quá, mỏi tay luôn á. Nói chung là nếu nào mà quý vị khán giả nào mà ở dưới quê á, là thường hay thấy cái cảnh là mỗi lần mà vô Sài Gòn á là ông bà già của mình ở dưới quê á, hay là mua đồ ăn xong rồi một bó rau nữa, rau gì đâu là cũng đều gỡ vô cho con cho cái vậy đó. Ở nhà quê á, thì không ăn, không dám ăn nha, thiệt luôn. Ở nhà quê làm già mà dám ăn được, không bao giờ dám ăn luôn. Vậy mà hả, bao nhiêu tiền bạc đâu là đem sách đi mua đồ cho con hết vậy đây nè. Đó đây quý vị. Đó. Nguyên một thế này đây. Lần này là ít đó nha. Đã nói không mua rồi mà con đi mua như thế này là ít rồi đó. Chút cho mẹ nó đi nhiều. Một con vịt nè. Cá là chơi nguyên con luôn. Rồi thịt heo, thịt bò nè. Rồi mực, rồi tôm nè. Cái đó để mình phải làm hết. Mình phải làm hết. Bây giờ rửa tay đã. Quá trời quá đất rồi. Ở dưới quê ăn không dám ăn. Ý nha. Ai mà đi học xa trong Sài Gòn con cái rồi vậy là hay là gửi đồ ăn đồ vô cho con này kia dữ lắm. Đợt này là không gửi nữa nha, chứ đợt trước là gửi được mấy lần hả, cứ đòi gửi gạo quê vô nữa, làm ruộng này kia là đòi gửi gạo vô nữa đó quý vị. Đây là cái gì đây? Trời ơi, thì ra là rau nằm bên đây mèn đét ơi. Đây à, đậu que nè, gói ghém cho con gái nè, từng chút vậy nè, trời ơi. Đậu que đây nữa nè. Đó.
Chúc cha là đậu que. Mẹ ơi, có đậu que đó nè Chúc. Nãy giờ mình kêu không có ra. Ủa trời ơi, dưa leo nữa nè. Dưa leo, trời ơi, cái này nó mới ngon nè. Cái mà Trâm thích nhất. Đây thưa quý vị, hẹ. Biết Trâm thích ăn hẹ. Coi nè. Đây, hẹ dưới quê nè, thơm lắm. Hẹ này nấu cháo hoặc là xào cái gì chung, bỏ miếng hẹ vô là nó ngon hết sảy và bảy luôn. Hẹ quê á, hẹ quê á, các cái ông hẹ nó nhỏ 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 vậy nè. Chà, một bịch dưa leo. Đây, một bịch dưa leo. Hẹ nè. Đậu que. Cái đồ gì đây? À, cái đồ bữa Trâm để quên. Đồ bữa để quên. Mày bỏ vô luôn nè. Đây, tỏi. Tỏi Lý Sơn. Tỏi Lý Sơn này không biết bao nhiêu tiền ký đây nữa. Cái này là bữa Trâm gửi tiền mua nè. À, mấy nay mẹ đóng thùng gửi vô luôn, chứ cái này mình để cho mẹ trả nữa chứ hết cả triệu bạc luôn á. Đây. Đây là tỏi Lý Sơn nha quý vị ơi, Trâm đem vô Trâm biếu cho mấy anh chị diễn viên của phim Mẹ Nhà Hàng Tết nè, biếu cho anh Khương Dừa. Đó, thì này ở dưới quê Trâm thì bây giờ quà quê chỉ có vậy thôi. Xong rồi còn vài cái món đặc sản giống như là đường phổi nè, rồi kẹo mạch nha nè, mấy cái đó là ở trong đây Trâm có người quen bán, cho nên là Trâm đã nói mẹ là thôi đừng có mua, để mình vô đây mua cho đỡ cực. Đó, này, đem đùm đề vô nó cũng chở đi rùm rà lắm, ở trong đây cũng có. Đây, Trâm biết chỗ rồi để Trâm mua, Trâm biếu quà Tết cho anh Khương Dừa với lại mấy anh chị em diễn viên. Đó, tỏi này là rất là ngon nha quý vị. Tỏi này rất là thơm luôn, ăn rất là tốt luôn á. Trâm ở dưới quê hồi nhỏ Trâm đâu có biết ăn đâu. Xong rồi ba Trâm nói là ăn này tốt lắm rồi, ổng chỉ cho ăn, giờ Trâm bóc ra Trâm ăn không cũng được nữa. Mặc dù là nó hơi hôi miệng thiệt, nhưng mà thôi kệ, ăn vẫn ngon. À, đây là tỏi Lý Sơn nha, cái này chắc cũng chục ký nữa đó quý vị. Đó, ở dưới quê lại vậy đó, ăn không dám ăn mà gom góp mua cho con cái vậy đó, khổ ghê không, nó đừng mua rồi, khổ thiệt sự luôn đó. Rồi khi nào mình chế biến các món ăn của mẹ gửi vô thì mình sẽ quay clip cho khán giả coi nha, và hy vọng là khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ bộ phim Về Nhà Ăn Tết, cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube Hộp Trâm Official, đăng ký nè, rồi xem phim nè, rồi đăng ký ủng hộ kênh Mẹ Tính Miền Trung nữa nha quý vị. Và hy vọng là năm nay Mẹ Tính Miền Trung sẽ lấy được nút bạc. Bữa nay là Mẹ Tính Miền Trung, là cái kênh YouTube Mẹ Tính Miền Trung á, là được 54.000 lượt sub rồi. Rồi cũng có nhiều quý khán giả nói là tại sao Mẹ Tính có nhiều khán giả là ở trên kênh của Mẹ Tính á, là có người lớn này kia nữa mà sao cứ xưng hô Mẹ Tính hoài. Để Trâm nói luôn là Mẹ Tính Miền Trung có nghĩa đó là một cái danh xưng, một cái tên của cái kênh mẹ, cho nên là khi mà mẹ nói chuyện là thường mẹ nói ở mẹ tính, chứ không phải là mẹ nói đây là mẹ nói với những người lớn này kia, thì đâm ra không phải vậy. Cho nên là quý khán giả đừng có bắt bẻ mẹ vậy nha, mẹ buồn. Bữa giờ á, Mẹ Tính là cứ 11 giờ đêm là cứ coi YouTube xong rồi đọc bình luận, thấy ai mà chê rồi chửi này chửi kia, mẹ buồn. Mẹ nói kêu trời, mẹ có làm gì đâu, người ta chửi khổ ghê luôn á. Cho nên là nhiều khi người ta lớn, Mẹ Tính lớn á, hay suy nghĩ tiêu cực, mình cứ phải đi theo, mình nói to nói nhỏ, nó kêu không có đó. Nhiều khi người ta góp ý này kia, nhưng mà cũng có nhiều người vô chửi mẹ rồi nói này chuyện, nói chung là thiếu tế nhị á. Cho nên là người lớn người ta đọc người ta buồn cũng đúng. Rồi thôi, đây là tất cả các đồ ăn mà quầy quê mẹ gửi vô, đặc biệt là chả. Đây nè, chả đây nè, đó, đóng gói như thế này nè, rồi mình cưa cái này ra, xong mình cho vô trong tủ lạnh, rồi mình gửi cái này đi tới cho các anh chị diễn viên ha. Đó, rồi mình để trong mát lạnh đó, mình ăn là bao ngon luôn, rất là ngon. Chả này chả quầy quê, cái gì không có bỏ gì ta, à không có bỏ hàng the gì ở trong, quê mất tiêu rồi. Mà thường là như là vậy đó, đây là chả là làm nguyên chất luôn, rất là ngon. Đợt trước á là cái lúc Mẹ Tính vô quay phim á, là Mẹ Tính đem vô rồi cái đãi cho bà con chú bác trong đợt phim ăn á, ai cũng khen ngon hết. Xong rồi cái má Thanh Hằng, má Ngân Quỳnh cũng thích ăn, cho nên là có nói là Trâm đặt vô giùm, nhưng mà Mẹ Tính kêu thôi để Mẹ Tính tặng cho mấy má, cho nên là Mẹ Tính có gửi vô rồi. Rồi bây giờ thì mình kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, và cảm ơn quý vị thời gian qua đã ủng hộ phim Mẹ Nhà Tết. Mình còn vài tập nữa là hết phim rồi. Hy vọng là quý vị khán giả là vẫn ủng hộ phim. Tại vì Trâm biết là Tết thì cũng hết rồi, mà phim thì vẫn chưa hết rồi. Tại vì cái này là cũng không biết nói sao hết. Ai cũng muốn chiếu trước Tết cho nó phim, cho nó xong trước Tết. Nhưng mà tại vì cái khâu dựng phim rồi trong quá trình mình quay á, bị trễ quá, cho nên là không thể nào kịp Tết được. Cho nên hy vọng là quý vị vẫn ủng hộ phim của Trâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.